chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Ngày 14 tháng 12, tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo ASEAN và EU dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với đầy đủ lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những đối tác hội nhập của nhau. Hướng tới tương lai, hai bên nhất trí cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược thành lập năm 2020 trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, thúc đẩy phục hồi, phát triển xanh và bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao ý nghĩa đặc biệt của hội nghị cấp cao kỷ niệm lần này, đánh dấu 45 năm quan hệ giữa hai tổ chức khu vực thành công trên thế giới. Thủ tướng khẳng định, những thành quả hợp tác đã tạo nền tảng và đang tiếp thêm xung lực phát triển quan hệ. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh, hai bên cần kiên trì với mục tiêu đổi mới tư duy, hành động kiên quyết, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành với doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời cũng đề nghị EU khẩn trương gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam và sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Nhấn mạnh cách tiếp cận toàn cầu ứng phó các thách thức toàn cầu, Thủ tướng nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Người đứng đầu chính phủ đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính và công nghệ trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, trông đợi EU chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, công nghệ mới xanh, sạch và rẻ, và tham gia sâu rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hợp tác với ASEAN phát triển tiểu vùng và Mekong. Trước những biến chuyển của tình hình, Thủ tướng đề nghị ASEAN và EU lấy hòa bình làm mục đích, coi đối thoại, hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật, hiến chương Liên Hợp Quốc và các giá trị chung. Khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, Thủ tướng đề nghị ASEAN, EU và các nước cùng phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Về tình hình xung đột tại Ukraine, Thủ tướng đề nghị cần tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng và quan ngại của tất cả các bên, đặc biệt ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt chiến sự, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, sinh mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, Thủ tướng khẳng định quan điểm chung của ASEAN về giải quyết hòa bình các mâu thuẫn, bất đồng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề ra định hướng tương lai. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo dự tiệc chiêu đãi nhân hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU.